12 rưỡi rồi. À, ngồi viết có mỗi một cái tút ở trên đấy mà nó mất 10 phút. Nên là trễ hẹn với mọi người 10 phút nha. À, chưa có ai nhỉ? À, giờ này là mọi người đi ăn xong rồi phải không? Thì với live stream chủ yếu là cho các bạn dân văn phòng ấy. Thì các bạn nghỉ trưa 12 giờ và ăn xong rồi tầm 12 giờ 20 là ăn xong rồi. À, cho nên Huế mới chọn cái khung giờ này. À, rồi. Mọi người xem đi ạ. À, xem xe đi Huế tặng quà nhá. À, tặng quà không cần đoán số, không cần cái gì hết nha, chỉ cần bảo tôi muốn thôi. Chỉ cần bảo tôi muốn thôi thì chắc chắn là có quà nhé. Chắc chắn là có quà. Mọi người vào đi ạ, à, vào thêm tí nữa đi ạ. À. À, xe bài giúp Huế đi. À, nhờ mọi người xe bài giúp Huế với. Chào anh nha. À để tranh thủ mọi người đang vào ít đi. Chắc chắn là có quà nhá, Huế nói luôn thẳng luôn là chắc chắn là có quà nhá. Tức là chỉ cần comment bảo là ôi giời, chưa gì đã làm con tôi không muốn thì làm sao mà ô bán được hàng. Chào chị Hiền, chào chào anh. Chỉ cần bảo là à, có nha, chỉ cần Huế đã bảo lần này ấy, chỉ cần mọi người bảo là có nhận quà và ưng nhận quà gì thì Huế sẽ tặng quà đó luôn. Còn cái giá trị mà mọi người nhận được ấy, ví dụ như Huế nói thật luôn là Huế sẽ cho mọi người quà này, Huế các thứ đây. Thì ví dụ như đây là Huế cho các bạn thì giá trị của quà nó chỉ là một thôi. Nhưng nếu các bạn đồng ý nhận ý, thì các bạn sẽ nhận lại được 10. À, cái giá trị đó thì từ các bạn tạo ra chứ Huế không 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 tạo ra. Huế chỉ cho các bạn được một cái này thôi, còn 9 phần còn lại thì từ các bạn tạo ra nhé. À, để cho nó cứ Huế rất là thích sống ảo nhá. À, đây là để cho nó sống ảo tí nha, cho sống ảo tí cho nó đẹp, nó tự tin rồi mới nói được nha. À, thấy long lanh chưa, thấy long lanh chưa? Long lanh này có nó có đẹp hơn không nhỉ? Thôi thôi thôi, long lanh quá phải không? Long lanh quá nhỉ, thôi thôi cho nó về bình thường đi, xấu tí cũng được. À thôi rồi, cho nó về bình thường như thế đi, cho nó xấu tí cũng được. Mọi người vào đi, vào chia sẻ giúp Huế đi ạ. À. Có tầm 10 người trở lên thì Huế bắt đầu với phổ biến nhé. Muốn nhận thì chắc chắn là có quà nhá, Huế không tiếc một ai hết, không tiếc số lượng luôn. Chỉ cần mọi người đồng ý nhận thôi. Không bắt mọi người đoán biết gì đâu. À, nếu mà mọi người Huế cho ấy, mà mọi người đồng ý nhận ấy, thì chắc chắn là một cái giá trị mọi người nhận sau quá trình nhận ấy thì tăng lên gấp 10 lần hoặc hơn như thế. Sau này nếu mà ví dụ như các bạn mà duy trì được cái thói quen đấy thì cuộc đời thay đổi luôn. À, vì là Huế cũng thuộc cái dạng tiếp là thánh lười. Các bạn có lười các cũng chẳng lười bằng Huế đâu. Huế lấy chồng từ nội sang ngoại ai cũng bảo lười mà. Từ bé đến giờ Huế không quét cái nhà luôn. Lấy chồng rồi mới biết nấu ăn rồi mới biết quét nhà đấy. Thế nên là lười thì không ai lười bằng Huế đâu. Bây giờ lấy chồng là về nhà, cả nhà chồng ai cũng bảo lười mà, còn cả nhà ngoại thì bó tay rồi. Thế nên là đang cố thay đổi bản thân từng chút một, mình không phải tự dưng đùng cái sáng mai mình trên trời rơi xuống một cái động lực nào đó để mình thay đổi cả. Thế nên là hôm nay Huế tạo cơ hội cho mọi người và tự tạo cơ hội cho bản thân Huế nhé. Vào đi ạ, à, mọi người vào thêm đi ạ. À. Sắp tới 9 người mà giờ nó còn 4 người nữa. Nếu mà ai có cái tư tưởng tức là người ta đang lợi dụng mình này, à, không dễ gì mà có được của không trên trời rơi xuống đâu này. À, có những cái suy nghĩ đấy thì không không nên suy nghĩ như thế nhé. Không nên suy nghĩ như thế. À, cái thời mà Huế giới thiệu Shopee với mọi người ấy,
Thì thời đấy là Shopee nó đang miễn phí ship 100 đơn hàng mà có giá trị trên 180.000 là người ta miễn phí ship. Thì Huế bảo mọi người là vào đấy đi, người ta miễn phí ship các kiểu. À, mỗi đơn hàng cũng đỡ ít chứ cũng được 3 đến không, làm gì có 3, ít nhất là phải 4 50 ngàn. Đấy là mỗi đơn hàng cái tiền ship ấy là ít nhất là nó đỡ như thế. Thế mà nhiều người bảo là ơ làm gì mà có dễ ăn vậy, rồi không 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 tham gia không gì hết. Mọi người chia sẻ ảnh giúp Huế đi ạ. À? Được bao nhiêu xe đây rồi? Đấy, nhưng mà những người mà người ta tin ấy thì người ta sử dụng Shopee người ta được lợi nhiều lắm rồi, người ta lợi cả cả mấy chục triệu đồng ở trong đấy từ cái thời nó đến nay là 1 năm rưỡi rồi. Đấy, 1 năm rưỡi, hơn 1 năm rưỡi rồi. Người ta lời cả chục triệu bạc ở trong đấy rồi, trong khi mình thì chưa biết dùng đúng không? Đấy, nên là nhiều khi đừng 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 nghi ngờ, đừng đừng nghĩ rằng là cái gì người ta cho thì cũng là điều, điều không nên nhận này này kia, không nên suy nghĩ như thế, mình suy nghĩ một cách tích cực hơn. À rồi. Vì là Huế nấu cơm quên bật nút đi nên là cũng chưa có cơm ăn. Đang đói rồi nên là Huế sẽ nói ngắn gọn và nói nhanh, mọi người comment nhanh nhé, chia sẻ nhanh và comment nhanh giúp Huế luôn nhé. Đây, hôm nay quà thì sẽ gồm này, tinh bột nghệ, một hũ tinh bột nghệ 0,54% cucumin. Thì hàm lượng cucumin này thì các bạn không cần phải đắn đo gì đâu, các bạn kiếm không ra đâu, kiếm không ra cái hàm lượng cucumin này trên thị trường mà mua với giá 700 ngàn đâu. Kể cả các bạn có bỏ 1 triệu các bạn cũng không mua được cái tinh bột nghệ hàm lượng cucumin cao như thế này đâu. Thứ hai nữa là quà thứ hai đó là gì đây, kem nghệ collagen nhé. Kem nghệ collagen thì nếu mà tình trạng da của bạn mà mụn hay là bạn cần phải trị nám trị tần nhang gì ấy, thì có thể inbox riêng để Huế mix riêng cho đấy. Phần thứ ba đó là tinh dầu tràm 50 ml giá 200 ngàn, mỗi lần bôi chỉ cần một giọt nhỏ thôi, không cần phải giọt lớn luôn, bôi từ trên mũi xuống cổ xuống hai thái dương xuống hai lòng bàn chân và hai lòng bàn tay luôn thì cũng chỉ cần một giọt thôi. Phần quà thứ tư đó là loại thứ tư đó là sứa ông chúa giá trị 250 ngàn. Sứa ông chúa này thì Huế nói quá nhiều rồi đúng nhỉ, Huế đang lấy ở trong tủ lạnh ra nên nó bị ướt đấy. Huế nói quá nhiều rồi mà không cần nói thì mọi người cũng biết đúng không, chỉ có không biết đường, không biết ai bán mà mua thôi, chứ còn lại đã biết người bán thì hầu như ai cũng sử dụng. Trong Facebook Huế thì đa số là đã sử dụng qua sướng chú hết rồi. Phần quà thứ năm là cái hũ này, Huế không tặng không, không tặng hũ nhỏ nữa, Huế tặng hũ to luôn nhé. Hũ to 500 g này này, trọng lượng thực 500 g, 500 ngàn. Viên này làm từ tinh bột nghệ 0,54% cucumin và mật ong của Huế đang bán nhé, 350 ngàn/1 lít. Nghĩa là làm từ đấy và dầu dừa của Huế tự nấu nữa. Tuy nhiên là ăn thì chưa thấy mùi dầu dừa đâu cả, không biết là do quá trình 1 lít dầu dừa của Huế bỏ trong đấy mà không thấy, chưa thấy mùi. Thì không biết là do Huế sấy quá khô hay là nó sai công đoạn nào mà chưa nghe mùi lắm, nhưng mà tóm lại là có dầu dừa trong đấy. Dầu dừa trong đấy thì nó giúp cho quá trình tiêu hóa của mình ấy nó thuận lợi hơn và giảm được cái bệnh mất trí nhớ ở người già ấy và mẹ sau sinh, đó là cái công dụng của dầu dừa. Thứ tư đấy là mầm đậu nành nhé, 250 ngàn một hũ này, cam kết là một một hạt thì là một mầm. Và tại sao mà Huế cam kết một hạt một mầm, vì cơ bản là giá trị của cái hạt mầm đậu nành ấy thì nó khác hoàn toàn so với việc là bột. Đấy là bột đậu nành nó chỉ là một thôi, còn bột mầm đậu nành ấy thì nó giá trị gấp 10 lần, hơn gấp 10 lần. Thế nên là tại sao mà nó đắt là vì như thế, là vì giá trị nó hoàn toàn khác. Và cái việc làm ra hạt mầm đậu nành nó cũng không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Rồi, đây là toàn bộ những cái hàng Huế tặng đây rồi nhá. Ai thích cái gì thì tí nữa comment luôn. Đây mọi người xe đi, bắt đầu đến phần chính đây. Xe đi giúp Huế nhá, mọi người xe đi, tranh thủ xe giúp Huế cái ạ. Chỉ cần xe cái ở public thôi. Xe vào các nhóm cũng được. Ai mà xe được trên 30 nhóm đi, Huế tặng luôn một phần quà, không yêu cầu cái gì hết, chỉ cần trên 30 nhóm Huế tặng một phần quà.
hoặc là cái này luôn nhé, 200.000, 250.000, cái này 200.000 đấy, tặng phần ngay phần quà giá trị là 200 đến 250.000 cho ai xe trên 30 nhóm. Nếu mà ai có tun thì bấm một phát là xong đúng không? Chắc là mình ít sử dụng tun nhỉ. Đấy. À, rồi bắt đầu đây, bắt đầu nha. Cái việc của các bạn nhận thế này này, tức là Huế sẽ tặng cho các bạn cái món hàng các bạn muốn, với một điều kiện mỗi ngày cái lúc bạn các bạn sử dụng phải sử dụng mỗi ngày cho Huế, không được ngày nào sót hết. Mỗi khi sử dụng bạn phải livestream và tag tên Huế vào, có thể tag có thể không cũng được, Huế tự mò trong tường Huế xem, vì nhiều khi rất nhiều bạn ngại tag tên Huế hoặc là cái gì cũng được, nhưng mà Huế thấy cũng không vấn đề gì cả, nếu mà các bạn tag thì càng tốt đúng không, không vấn đề gì cả. Các bạn livestream, các bạn tag Huế vào đấy, các bạn livestream các bạn tag Huế vào mỗi ngày như thế thôi, chỉ việc như thế thôi. Thế thì Huế sẽ cấp hàng cho các bạn dùng. Thì trong quá trình dùng thì Huế sẽ tư vấn cho làm sao mà để có hiệu quả, tại vì mỗi ngày các bạn phải live stream mà, cho nên là kết quả của mỗi ngày nó phải khác, ngày hôm nay nó phải khác ngày hôm qua và ngày mai nó phải khác ngày hôm nay, thì live stream nó mới có hiệu quả. Chứ còn nếu mà hàng không chất lượng hoặc là mình không siêng dùng á, thì nó ở một cái đấy khác rồi, mình không thể tự tin mà live stream hàng ngày được. Thì việc Huế được là Huế được cái gì? Việc Huế được thứ nhất là Huế có tiếng tăm, thứ hai nữa là Huế thu hút được mọi người biết đến mình, biết đến sản phẩm của mình, và cái đó thì Huế nghĩ là việc đó là việc tốt đúng không? Sản phẩm của Huế bên Huế thì chắc ít ai nghi ngờ nữa, thì tranh thủ đây mọi người giới thiệu thì đấy cũng là một việc cực kỳ tốt luôn. Còn lại việc của các bạn được là các bạn được cái gì? Ngoài cái việc mà các bạn được cái sản phẩm để mà sử dụng mỗi ngày này này, thì các bạn rèn luyện được cho mình một cái thói quen rất là tích cực. Có thể là ví dụ như giống như trên thế giới vẫn có những cái chương trình làm từ thiện bằng cái kiểu đó là mỗi ngày hít đất. Đấy, đúng không? Mỗi ngày hít đất mấy phút đấy. Hoặc là mỗi ngày dậy vào lúc 5 giờ sáng đấy. Hoặc là mỗi ngày các bạn ăn hoa quả chẳng hạn. Bất kể các bạn làm cái việc gì mỗi ngày mà việc đó là tích cực, thì thế giới đã mấy năm nay mọi người đều làm cái phong trào đấy rất là nổi rồi, đúng không? Và bây giờ thì Huế cải tiến sang đấy là Huế cho dùng sản phẩm bên công ty Huế, sản phẩm bên Organic Huế Tân. Thì sao ạ? Thì mọi người rèn luyện được một cái thói quen chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da dẻ. Đó, rèn luyện cho mình là một cái thói quen kiên trì, một cái suy nghĩ tích cực. Thì sau 20 ngày, thì thời gian mà Huế yêu cầu là 20 ngày, tức là 3 tuần ấy, thì sau 20 ngày này, giá trị các bạn nhận được sẽ là những cái thay đổi trong tư tưởng, thay đổi về da, thay đổi về sức khỏe, chỉ là một thôi, mà thay đổi trong tư tưởng sẽ là 10. Có thể là đối với nhiều người cái này nó không bổ ích, vì người ta không có suy nghĩ là mình phải thay đổi và mình phải đi lên. Nếu mà ai có suy nghĩ là kệ nó đến đâu đến thì nó khác, còn ai có suy nghĩ là ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua và ngày mai phải khác ngày hôm nay, thì cuộc sống như thế nó mới nhanh phát triển, cuộc đời mình nó mới nhanh sướng. Mình đang già dần đi đúng không, mình đang già dần đi, mình đang già đến mỗi ngày mình mà không nhanh ý, là 1 năm 2 năm sau nhanh lắm. Mình vẫn như thế, mình vẫn tiết kiệm, mỗi khi đi chợ ra chợ vẫn kỳ kèo này kia đấy, đi qua các cái shop đồ mình thích ấy, mình vẫn không dám là vào xem, chứ đừng có bảo là vào xem rồi trả giá này kia, mình còn không dám vào xem ấy đấy. Thế 1 năm 2 năm mà vẫn để cái tình trạng đấy xảy ra thì là không nên. Thế muốn cái những cái tình trạng đấy không xảy ra thì mình phải rèn luyện. Cái việc này là cái việc quá bé nhỏ, nếu mà không làm được thì cũng không làm được việc gì hơn cả. Các bạn thấy Huế nói có chỗ nào nó không hợp lý không ạ? Thôi đi Hiền ạ, từ cái thời nào giờ mấy năm rồi, 4 năm rồi mày cứ mỗi một câu đấy thôi. Vòng một của tao thì... thôi mày thôi cái điệp khúc vòng một đấy đi. Đấy.
Thì các bạn thấy có đồng ý không ạ? Mỗi ngày các bạn sử dụng và các bạn live stream có cái vấn đề gì, không có vấn đề gì về xấu hổ hay là không có cái vấn đề gì về 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 tốn kém hay là mất thời gian hay cái gì cả. Sáng sớm các bạn cần live stream thì các bạn sao? Ví dụ như sáng sớm ai mà đăng ký mầm ngành ấy thì phải uống vào sáng sớm hoặc vào tối đúng không? Thì các bạn sao? Các bạn cần phải trước khi live stream thì các bạn ai mà chẳng muốn mình live stream là một cái vẻ bù mặt nó hoàn hảo hơn bình thường đúng không? Thì mình sao ạ? Mình sẽ rèn được cho mình cái thói quen đi kèm đó là chăm sóc ngoại hình đấy, rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp, tức là kỹ năng nói này. Một tuần đầu tiên bạn nói vùng về lắm, bảo đây hôm nay sáng sớm này tôi dậy tôi dùng mầm đậu nành organic Quế Tân đây, hy vọng là 20 ngày sau tôi sẽ có một cái kết quả cải thiện. Ví dụ như ngày đầu tiên các bạn còn vụng về như thế thì sang ngày thứ 2, sang ngày thứ 3, sang ngày thứ 10, sang ngày thứ 15, sang ngày thứ 20, cái kỹ năng nói chuyện của mình nó sẽ khác liền, kỹ năng giao tiếp của mình nó khác đấy, mình hãy tự tin hơn hẳn đấy. Ôi nó nhiều vấn đề đi kèm lắm. Cái này chỉ là một cái rất là nhỏ thôi, gọi là cái mục tiêu mà để mà lấy được cái hàng của Huế nó quá bé nhỏ luôn. Huế sẵn sàng Huế cho quá bé nhỏ, những cái gì các bạn nhận được nó quá lớn, lớn không tưởng tượng được luôn, đúng không ạ? Đấy, trong 20 ngày livestream các bạn sẽ làm cho mình, từ các bạn làm, Huế chưa nói là sản phẩm nó sẽ làm cho các bạn thay đổi da rẻ mụn, hết mụn hay là cái gì, vì nó hết mụn thì nó vẫn còn thâm thì các bạn cũng phải sử dụng thêm 1-2 tuần nữa. Nhưng mà sao? Nhưng mà trong 3 tuần đấy các bạn thay đổi hoàn toàn gì? Vấn đề gì? Vấn đề vệ sinh da, vấn đề vệ sinh tóc. Bình thường 3 ngày mình tắm 1 lần được nhỉ? 2 ngày mình tắm 1 lần cũng được. Bây giờ ngày nào cũng live stream mình sẽ năng tắm hơn, mình siêng tắm hơn. Đó là một thói quen cực kỳ tích cực. Mình hãy chú ý đầu tóc hơn, một thói quen quá tốt, đúng không? Bình thường lông mày lo làm việc không thèm nhổ luôn, không thèm cạo luôn, bữa nay livestream rồi phải không? Mình ráng mình nhổ chút xíu cho nó đẹp, đó. quá tuyệt vời. Đấy là những cái mà cơ bản nó đang ở thể khuôn mặt thôi, thấy không? Mình livestream mình pha cái này, mình đang ở trong bếp nhà mình phải không? Bình thường bếp mốc meo, nồi niêu xoong chảo vứt tùm lum tà la, hôm nay mình livestream phải không? Mình phải chịu khó mình lau qua một chút xíu cái bếp cho nó sạch sẽ, lên hình cho nó đẹp. Ôi, còn gì nữa, mỗi thay đổi một tí như thế thôi, nó cực kỳ tuyệt vời, đúng không? Nó cần phải có một cái gì đó nhỏ bé để nó kích thích một cái gì đó rất là lớn lao, nó thay đổi. Rồi sao? Ngoài những cái kỹ năng giao tiếp rồi thay đổi bản thân trên khuôn mặt, trên quần áo các kiểu đúng không? Này, nhiều người ở nhà ấy hoặc đi làm ấy, quần áo các kiểu ăn mặc là không đẹp đâu, không phải là không đẹp mà không biết cách ăn mặc ấy. Thế nên là mỗi lần mình live stream ấy, mình ráng thay đồ đẹp ấy, đồ đẹp một tí xíu ấy, thấy không? Tóm lại là cứ càng nghĩ ấy, Huế càng thấy nó vi diệu, nó tuyệt vời. Không nói đến sản phẩm nhá, Huế chưa nói đến sản phẩm nhá, nhưng mà Huế đang nói đến cái việc là thay đổi ấy, thay đổi để live stream, mình live stream mỗi ngày, cái việc đó nó kéo theo, ôi trời ơi, cả một tập đoàn Volvox. Quá tuyệt vời nhỉ? Có ai tưởng tượng ra không? Có ai đang tưởng tượng như Huế không? Đi sâu vào thực tế, nó còn thay đổi nhiều cho bản thân mình nữa. Không có cái gì là tiêu cực hết, toàn tích cực thôi. Đến đây mà các bạn còn không comment tôi muốn nữa thì Huế chịu. Thì cuộc đời nếu mà nó có mãi như thế này thì cứ nhớ lời hôm nay Huế nói nhé. Hôm nay Huế không tạo ra được một cái gì đột phá, nhưng Huế sẽ giúp các bạn dần dần thay đổi. Và trước hết thì Huế hỗ trợ các bạn sản phẩm để các bạn sử dụng không mất tiền. Tôi muốn cái gì viết vào luôn nha. Em thấy chị Tuyết rồi. Em thấy chị Tuyết nha, em thấy mọi người hết nha. Có mỗi cái chữ Hàn Quốc đấy là hình như của ai nhỉ? Chữ Hàn Quốc đấy là của ai nhỉ? Mà nhận không ra người thôi. Đấy. Nào comment tôi muốn sản phẩm gì viết dưới, ngay dưới luôn. Viết sản phẩm đấy nào. Ai muốn thay đổi nào? Đặc biệt là các bạn bán hàng các cái đại lý của bên Organic Quế Tân nhé.
cái này coi như là bắt buộc đi. Nếu mà các bạn bắt buộc này trong 3 tuần ấy mà các bạn không có kết quả gì ấy thì Huế cho các bạn một đơn hàng 5 sản phẩm, Huế cho các bạn luôn một đơn hàng 5 sản phẩm. Nếu trong 3 cái tuần mà các bạn livestream mỗi ngày làm theo lời Huế nói ấy, không sót ngày nào nha. Nếu mà sót ngày nào là phải trả tiền nha. Sót một ngày thôi là cũng phải trả tiền. Vì bình thường mọi người tham gia cái chương trình từ thiện toàn cầu đấy thì mỗi ngày phải tập gym hoặc là hít đất tầm 10 đến 20 phút đi. Đúng không? 10 đến 20 phút đi, người ta một ngày người ta không làm mà người ta mất 200 ngàn đấy. Mà người ta tham gia ầm cả thế giới luôn. Đúng không? Chắc mọi người thừa biết cái phong trào này đúng không? Cả thế giới luôn. Hà ơi, biết cách thức chưa nhỉ? Biết cách thức chưa? Mỗi ngày á, mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng sản phẩm của Huế, livestream ngay lúc đấy bảo đây bây giờ tôi chuẩn bị đắp mặt đây, ví dụ như thế đi, đây ví dụ như thế đi, ví dụ như thế này nhá, mỗi ngày đắp mặt nhá, có cái vòng nào không nhỉ? Đây sẵn đang quăn lăn lóc đây thì về luôn. Ví dụ như mỗi ngày các bạn chỉ cần livestream bảo là, hoặc là các bạn bôi sẵn đi, các bạn bảo là đây tôi đang đắp mặt nạ đây đấy, cái gì mặt nạ này thì ví dụ như các bạn muốn nói thêm cái gì thì các bạn nói đúng không, nhưng mà các bạn cần lên 1-2 phút cũng được. Còn ví dụ như các bạn mà muốn rèn luyện thêm các kỹ năng khác ấy, các bạn đừng làm qua loa ấy, vì cái giá trị nó nằm ở các bạn chứ không phải là nó nằm ở cái sản phẩm, mà sản phẩm chỉ là một thôi mà, ví dụ là nó như thế đúng không? Ok, không dầu dừa, ok chị Tuyết, không dầu dừa, ok em đồng ý hết. Cứ xe đi, xe xong mà có chụp lại được hình thì chụp lại giúp nha, chụp lại giúp nha, trên 30 nhóm là hủy tặng luôn, không cần phải tham gia livestream hay cái gì hết đấy. Thì ví dụ như các bạn chỉ cần các bạn livestream cái việc các bạn đắp mặt nạ thế này thôi đúng không, xong thôi cái gì đâu mà đúng không, các bạn duy trì mỗi ngày đắp xong thì để tầm 15-20 phút gì đấy, thì 30 phút cũng được. Thế rồi các bạn rửa thôi, thế là xong không à, xong 3 tuần xem ra mọi người thế nào. Mấy tuần là đến Tết nhỉ, mấy tuần là đến Tết nhỉ, 3 tuần phải không hay 4 tuần, à đâu 3 tuần là đến Tết, à 3 tuần đến Tết đẹp đấy, đẹp đấy, từ giờ đến Tết, từ giờ đến 28 Tết đấy. Bảo chuyển tiền nong như thế nào, chuyển tiền nong thì ví dụ trường hợp là các bạn có thể chuyển tiền trước cũng được, mai mốt mới ví dụ trong 30 ngày mà các bạn không 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 có đi bỏ cuộc nào, không có cái bữa nào các bạn nghỉ ấy. Ốm đau gì cũng không nghỉ đâu nha, ốm đau buổi sáng ở trường livestream nhá, ngoài đấy ví dụ gia đình nó có công việc gọi là tang tang gia bối rối hay là đám cưới đám củng gì, không đám cưới thì vẫn được, vẫn dùng được, ý là ví dụ các kiểu gia đình chuyện gia đình ấy. Ví dụ thôi nhé, chứ cuối năm rồi chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người thôi. Thì các bạn có thể nhắn tin cho Huế là Huế ơi hôm nay nhà tớ có việc như thế như thế thì tớ không livestream được đâu, thì có gì thông cảm cho Huế cho tớ một hôm nhé. Tất nhiên đơn giản Huế đơn giản 1-2 hôm như thế Huế nói được, nhưng mà nếu không có cái câu nói năng gì mà không livestream là phải trả tiền cho Huế nha, chứ Huế không phải là sản phẩm, không phải là hàng ít tiền hay là cái hàng dởm hay là cái hàng gì đâu mà Huế khuyến mãi được như thế. Mỗi cái Huế tung ra thì vừa tốt cho mọi người vừa tốt cho Huế thôi, chứ còn lại thì không phải riêng bản thân Huế làm như thế đâu đấy. 22 người xem, đang xem rất là đông, mọi người ai muốn comment tôi muốn nào, tôi muốn nào. Mặt nạ có mụn thì đắp kem nghệ này nhá Hà, Huế sẽ mix riêng cho cái hú mà để cho da mụn ấy, mặt mụn với lỗ chân lông to ấy thì Huế mix riêng cho. Xong cái gì đâu nhờ, hôm nay là đắp hơi nhiều này, lo ngồi 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 ngồi, ngồi làm livestream nên là đắp thế này là hơi nhiều đấy, chứ bình thường đắp mỏng chút xíu thôi.
Rồi quẹt quẹt là xong thôi ấy mà, đúng không? Hợp với muốn cái gì? À, Tân Tân muốn cái gì đấy? Tân Tân muốn cái gì? Tân Tân muốn cái gì là chiều tới bến nhỉ? Hợp với Hợp muốn cái gì? Ai muốn cái gì comment luôn, tôi muốn làm gì nhá. À, comment tại tại clip này, ví dụ như không có nhu cầu được tặng quà ấy, không có nhu cầu livestream mỗi ngày ấy, thì muốn mua hàng tại đây thì Huế giảm giá 10% cho các đơn hàng tại clip này nhé, tại đây nhé. Ơ Ngọc ơi, Ngọc tưởng chị đừng em ở bên kia rồi, em đang ở nhà. À, mọi người nhớ nha, mọi người nhớ nha. À. Nào mọi người comment bảo tôi muốn cái gì luôn nhé. À, tôi muốn cái gì giúp Huế luôn. Chứ không tí nữa tìm không ra đâu mà Huế cũng không 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 inbox từng người được ấy. Huế có một cái vấn đề như thế này này. À, hàng đã cho ấy thì Huế không tiếc, không tiếc sản phẩm. Nhưng mà có một cái vấn đề là ví như đợt trước ấy, tức là cái đợt Huế bán kem tan mới ấy, có ai còn nhớ không nhỉ? Đấy, Huế có một chương trình là tức là ai giảm thì Huế mới lấy tiền, và ai không giảm thì Huế không lấy tiền. Vì là khách của Huế sử dụng thì đa số là đều phản hồi là giảm, giảm rõ rệt trong một tuần đầu tiên luôn. Huế lúc đấy 8 ngày là Huế giảm được 2 ký. Mà Huế đâu có nhìn ăn đâu, Huế cũng đâu có cái gì đâu, mà nó giảm được 2 ký là giảm cái mỡ bụng của Huế đấy, giảm cái mỡ bụng của Huế. Huế đo vòng bụng ấy thì nó nhỏ hơn, mà mặc đồ vào nó khác liền. Trong 8 ngày thì Huế tự tin lắm, nhưng mà đến cái lúc Huế ra cái chương trình như thế, mọi người đăng ký ồ ạt, đăng ký ồ ạt, đến sau rồi sao? Xong rồi mọi người im hết, không bảo là được hay không được, cũng có người sợ Huế đòi tiền hay sao ấy, ăn ren luôn. Mà những người mà họ mua bằng tiền ấy, mua bằng tiền ấy, ở đây có chị Minh đây này, Huế không nói điêu luôn, chị Minh cũng mua của Huế và giới thiệu của Huế phải chục lọ kem tan mớ đấy, và chị báo cáo tình hình mỗi tuần tuyệt vời luôn, mà toàn khách Đà Nẵng. Khách Đà Nẵng 10 người dùng là 10 người bảo kêu giảm mua tiếp và giới thiệu hàng xóm các kiểu mua tiếp. Nhưng mà đa số thì các bạn với các khách ở quê ấy, dùng là đi luôn. Các bạn biết đợt đấy Huế lỗ bao nhiêu, Huế lỗ sạt mặt luôn, lỗ lên luôn mà không có vốn mà bán luôn. Bát Tân ơi, Bát Tân nấu cái gì nhỉ? Thì rút kinh nghiệm lần này cũng thế, cho thì Huế đã bảo cho là không bao giờ Huế nói nuốt lời. Nhưng mà ví dụ như trường hợp các bạn dùng cầm rồi ấy, các bạn lấy hàng các bạn chưa gửi tiền ấy, thì các bạn dùng Huế đến khi các bạn không muốn đặt tiền đâu. Chưa lấy hàng thì các bạn có thể các bạn vẫn có ý thức trả tiền, nhưng mà đã dùng hết hàng các bạn không có ý định trả tiền đâu, Huế thề luôn. Bản thân ai cũng thế, cái đó là cái suy nghĩ bình thường, quá bình thường, đúng không? Ví dụ như khách nợ, khách bảo là tao mua như thế tao nợ, mà đến khi lấy được cái hàng rồi người ta còn không có cái ý thức là trả tiền cơ. Chứ đừng có bảo là Huế thế này. Thế nên là nếu ai dùng ấy thì Huế nói luôn là cho Huế ứng trước một nửa đi cũng được, còn nếu không thì cho Huế ứng cả đi, cả cái giá sản phẩm đi. Trong 20 ngày mà các bạn livestream mỗi ngày mà có thay đổi các kiểu đấy thì Huế bắn tiền Huế trả, Huế bắn tiền phút 1 luôn, đứng tại đây bắn luôn, không cần phải ra cây ATM hay cái gì hết, đứng tại đây bắn luôn thì nhanh lắm, và Huế cũng chẳng lừa ai cả đấy. Vì tránh cái trường hợp như thế thôi, tránh cái trường hợp là các bạn dùng rồi các bạn bỏ 1-2 ngày, Huế bảo ê mày, mày bỏ 1-2 ngày để mày trả tiền cho tao, thì không lẽ Huế đi nhắn tin như thế nó mất tình cảm. Các bạn hiểu không? Thà mất đồng trước được đồng sau. Các bạn cứ xác định giống như kiểu bảo mình mua đi, mình mua đi,
rồi các bạn gửi tiền cho Huế trước đi, lên Shopee mua để mà miễn phí ship đi, rồi xong rồi các bạn cứ livestream mỗi ngày Huế, cứ mỗi ngày là Huế check từ trên xuống dưới như vậy đấy. À, những ai đăng ký tham gia thì Huế check như thế, thì xong rồi thế là cuối tháng mới bắn tiền cho thôi, sau 20 ngày mới bắn tiền cho thôi, đơn giản mà. Nếu các bạn có nhu cầu mua tiếp thì thế là Huế gửi hàng cho, còn cái tiền đấy thì coi như là cái đơn hàng sau đấy. Nói chung là tóm lại là Huế không ăn của ai một đồng nào đâu, hứa là không ăn luôn, thề luôn. Nhưng mà mọi người phải 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 chấp nhận một cái là mất lòng trước thì được lòng sau, đúng không? Bây giờ còn ai comment tôi muốn không ạ? Tôi muốn thì comment luôn thẳng luôn sản phẩm nhé. Ở bên kia những ngày nào cũng hóng. Ủa chứ ở bên kia là ai đưa hàng qua cho, ai gửi hàng qua cho chị gửi cho nào. Hôm nay nhìn hình tối thế à, em không biết. Chắc là hôm nay không đặt chế độ lung linh, để em thử đặt chế độ lung linh như hôm bữa xem nào. À, thấy thấy đỡ 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 tối hơn không? Nhưng mà cái này nó óng ánh nhìn nhìn mắc ghét quá. À, nếu mà ai mua tại đây thì phải giảm giá 10% và free ship nhá. Tức là ví dụ như các bạn đặt trên Shopee thì cũng nó cũng free ship sẵn rồi. Còn nếu không thì gửi vô Sài Gòn rồi nhá, gửi vô Sài Gòn ngày hôm qua rồi nhá. Còn không thì mua tại đây thì phải giảm 10%. Còn một việc rất là đơn giản đó là ví dụ như cái viên tinh bột nghệ này này. Ôi trời, 500.000 cái livestream của cái thằng viên tinh bột nghệ này là cái thằng dễ nhất luôn. Đấy, ngày 2 lần, riêng cái thằng này ngày 2 lần vì nó phải bắt buộc phải ăn ngày 2 lần. Còn những cái thằng khác thì ví dụ như mầm nấm này này không bắt buộc ngày 2 lần đâu, ngày một hũ thôi, à lâu rồi ngày một lần thôi, ngày một cốc thôi. Cốc đấy thì mình tăng lượng lên gấp rưỡi cái 2 cốc bình thường. Tí nó nhắn tin nhá. À tế bào chết nhiều hả? Tế bào chết nhiều ráng tẩy tế bào chết đi, lấy kia có cái bột gì của anh Su ấy. Ví dụ như là Hương ơi, Phương ơi, ví dụ như bột cuốn su, ví dụ như bột sứa 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 hết hạn cũng được, hay là cái bột gì đấy cũng được, hay là bột dinh dưỡng hôm bữa ấy. Đấy, đem ra một chút xíu này này, hòa đi, hòa rồi hòa một tí nước rồi xoa xoa khắp mặt này này, tẩy tế bào chết cực tốt luôn. Không cần thiết phải dùng các cái loại đẩy tế bào chết bằng mỹ phẩm đâu, tại vì trong mỹ phẩm đấy nó có cái tính chất làm mòn da ấy, làm tróc da, làm cho cái da của mình nó đang chuẩn bị ví dụ như đang sắp già thôi, sắp sắp chết đi thôi là nó cũng tẩy luôn. Thì cái đó thì nó tẩy sạch, nhưng mà không cần thiết, không nên tẩy như thế. Ví dụ như da cơ thể gì lâu lâu tẩy như thế nó cũng tốt, còn lại không thì không cần đâu. Nữa rung màn hình là có cái gì đâu mà rung. À hỏi cái gì, mày hỏi cái gì Trang? Kem tay mới tao không bán nữa vì tao mất mối rồi. Kem tay mới tao mất mối rồi. Tao không mua ở trên mạng, tao mua nhà thuốc gia truyền được người giới thiệu cho, nhưng mà mất mất số điện thoại rồi, giờ không kiếm ra để mà mua nữa. Tao cũng có nhu cầu dùng đây mà không có. Khách mua kem tan mớ rồi bây giờ vẫn nhắn tin hỏi, mà gần 2 năm rồi mà vẫn có người nhắn tin hỏi miết đây, nó thề luôn, trong xóm nhà Huế luôn, không phải đâu xa đâu. À, thế nào mọi người comment là tôi muốn nào, ai làm được tôi muốn nào. Mỗi ngày chỉ cần livestream thôi, cần livestream mà tăng tên Huế vào thôi, được không nhỉ? Mỗi ngày chỉ cần livestream mà tăng tên Huế vào thôi, giá thì các bạn nhận được đây gấp 10 lần, và có thể là gấp rất là nhiều lần chứ không phải 10 lần đâu, so với những cái giá trị nhỏ bé này này, quá bé nhỏ luôn. Cái này cái gì mà quy ra được bằng tiền là cái đó bé nhỏ. Còn mình thay được bản thân, thay được cái suy nghĩ, thay được cái thói quen, 20 ngày sẽ tạo cho các bạn một thói quen đấy. Không có ai 20 ngày siêng mà xong 20 ngày đấy là nhác đâu, yên tâm. Thế là mình khởi động cho một
những cái ngày cuối cùng của năm cũ nhá, sang năm mới là mình đột phá luôn. Chứ còn năm sang năm mới đừng đừng như năm cũ, đừng bao giờ như năm cũ. Năm cũ như thế nào, năm mới như thế là không nên. Năm mới phải đột phá, trong đầu mình phải đột phá thì cuộc đời mình nó mới thay đổi được. Tôi muốn cái gì nào, tôi muốn cái gì rõ ràng luôn nào, không nói tôi muốn nữa, tôi muốn sản phẩm gì luôn. Tức là tôi muốn tinh bột nghệ, tôi muốn mầm nấu nành, tôi muốn sữa ông chúa, tôi muốn kem nghệ collagen, tôi muốn dầu tràm. Ví dụ như tinh dầu tràm này này, các bạn livestream bằng cách nào? Các bạn livestream bằng cách là khi các bạn tắm cho con ấy, tắm cho con xong hoặc là mỗi tối trước khi đi ngủ ấy, các bạn livestream bảo trong với chồng cầm cái điện thoại em, cả em livestream em bôi dầu tràm của con cho con cái. Thế là xong, 20 ngày có 20 giọt thôi, còn cái này dùng cả 2 năm. Cái này phải dùng cả 2 năm đấy, 20 ngày có 20 giọt cơ mà. Đấy, nhỏ ra một giọt thế này, xong bôi từ trên bôi xuống luôn. Comment tôi muốn là tôi muốn sản phẩm nào luôn nào. Nhanh cho Huế đi rửa mặt luôn chứ nó khô đây này nhé. Khô đây này, đấy. Đi rửa mặt thôi. Đây là cái nghề này là Huế có mix thêm cam thảo nhé. Tại vì da Huế đặc trưng là da Huế nó bị tàn nhang ấy. Nó mờ nhiều rồi, tàn nhang bây giờ nó mờ nhiều rồi. Phải 1-2 năm nó mới hết tàn nhang được. Nó không hết trong 1-2 hũ đâu. Mọi người comment nhanh nhé, điện thoại cũng sắp hết pin nữa. Đúng không ạ? Có ai hình dung ra những cái mà các bạn nhận được sau quá trình 20 ngày không? Cả một năm 2018 mà các bạn thay đổi hoàn toàn luôn đấy. Chỉ từ một cái chương trình rất nhỏ của Huế này thôi. Nó không phải là phiền phức đâu. Đừng nghĩ nó là phiền phức. Hãy nghĩ rằng nó là cơ hội. Cơ hội để bạn tự tạo ra giá trị cho mình. Còn giá trị Huế mang lại cho các bạn, ôi giời, 250 ngàn này xin nhê gì, thấm thía gì. Đúng không? Quá bé nhỏ. Mà cái thay đổi, cái cơ hội của các bạn là từ các bạn tạo ra cho mình. Các bạn phải có một cái bước khởi động thật tốt để sang năm 2018 các bạn vụt thật nhanh, chạy vụt luôn, không bỏ bò và bò rờ rờ rồi đi được hai bước thì ngồi nghỉ 5 phút không làm như thế nữa. Năm mới là không như thế nữa, năm mới Huế cũng đột phá luôn. Cái mụn ẩn á là cái da mà nó không bóng ấy, da không có mụn mà nó không bóng, nó không mịn thì đấy là mụn ẩn đấy, nhìn không thấy gì đâu. Nhưng mà bôi kem nghệ này vào kết hợp với uống mầm một thời gian tầm 2 tuần ấy, bắt đầu nó nổi trồ, có xì này nó nổi nhỏ nhỏ ấy, thì đấy là mụn ẩn nó trồi lên này, đợi thêm một tuần nữa nó già ấy, tự nó tróc thôi, mình khẩy phát là nhẹ nhàng là nó tróc luôn. Mình phải thay đổi. Ví dụ như các bạn không tham gia cái chương trình này, các bạn tham gia một cái chương trình khác, ví dụ như chương trình chị Hà đang làm ấy. Chương trình là dậy lúc 5 giờ sáng, 5 giờ sáng dậy chưa đánh răng rửa mặt gì livestream ngay. Đây bây giờ là 5 giờ và tôi đang chơi cái trò chơi là dậy mỗi ngày 5 giờ. Nếu mà không chơi cái trò chơi dậy mỗi ngày lúc 5 giờ sáng ấy thì tôi sẽ phải mất 200 ngàn để ủng hộ cho quý này đấy. Người ta không được cái gì nhưng người ta vẫn tham gia cả thế giới luôn, không phải tham gia mình Việt Nam đâu. Cái này phong trào này phong trào cả thế giới mà. Đằng này các bạn quá quá tuyệt vời, các bạn có người đầu tư cho. Đúng không? Các bạn có người đầu tư cho. Ôi giời. 20 ngày các bạn tập gym. Tập chống đẩy có thể nó cũng khỏe lên rồi. Nó khỏe lên không trông thấy được, như việc các bạn sử dụng 20 ngày kem nghệ hay 20 ngày sữa ông chúa này đâu này. 20 ngày là đẹp lắm rồi đấy, từ giờ đến Tết là đẹp rồi. Đặc biệt ai sử dụng kem nghệ, nếu thật luôn, sữa ông chúa thì da bình thường thì da ai đẹp rồi thì mới sử dụng sữa ông chúa thôi. Còn mà da mà có vấn đề về mụn các kiểu ấy thì phải sử dụng kem nghệ trước. Kem nghệ nó trị dứt điểm mụn miếc rồi thì mới dùng qua sữa ông chúa. Thì dùng sữa ông chúa nhanh, dùng kem nghệ nhanh lắm, 2-3 tuần là thấy khác rồi. Comment tôi muốn là tôi muốn sản phẩm gì nào. Và phải cam thôi, các bạn không cần cam kết đâu, các bạn chỉ việc gửi tiền trước thôi.
Nếu mà các bạn trong 20 ngày các bạn livestream không sót bữa nào mới trả lại tiền cho các bạn. Còn ai chưa hình dung ra được những cái lợi mà khi mình livestream mỗi ngày không nhỉ? Nó thay đổi hoàn toàn luôn. Ai đang chán sống cái cuộc sống hiện tại nào, cảm thấy mình xấu xí, cảm thấy mình bề bộn, cảm thấy mình bê tha bản thân, cảm thấy mình vì người sống vì người khác quá mà không biết sống cho mình như thế nào nào. Có ai đang có cảm giác rất là mệt mỏi với cuộc sống hiện tại không? Không muốn thay đổi không? Vạch cho một cái vạch, các bạn chỉ việc đứng đấy các bạn tự chạy thôi, không liên quan gì đến Huế nữa hết á. Đó, còn cái này quá có con bé nhỏ, cái này chỉ là một chút động lực ti chút xíu thôi, chút xíu động lực ti để cho các bạn cố gắng thôi. Còn những gì mà các bạn làm được và các bạn nhận được, các bạn thay đổi được ấy, quá tuyệt vời, không không hình dung ra, không nói nên lời. Nhanh nào, cố gắng lên, mình phải thay đổi. Mỗi ngày mình phải đặt mục tiêu, ngày mỗi ngày tôi phải bán ít nhất là được một đơn hàng hay hai đơn hàng hay ba đơn hàng. Nếu mà không làm được thì tôi phải cố gắng tôi làm, càng về đêm tôi càng làm, thậm chí 1-2 giờ sáng tôi không ngủ được tôi dậy tôi viết. Lúc đấy cảm xúc nó dâng trào, nó viết đi, ngày mai người khác vào người ta comment, người ta like là bài nó lại nổi lên. Yên tâm, bán hàng online nó tiện lắm, nói bây giờ mà ngày mai người ta cũng vẫn thấy mình nói. Cố gắng thay đổi nào, thay đổi dần dần. Mình phải thay đổi từ cái nhỏ nhất thì mới thay đổi được cái cuộc đời mình được. Chứ không phải đùng phát ngày mai giàu như cường đô la đâu. Không ai làm được như thế đâu. Comment tôi muốn là tôi muốn sản phẩm gì nào. Các bạn có đồng ý là livestream mỗi ngày không? Phải livestream mỗi ngày nhá. Không bỏ ngày nào, nếu mà bỏ một ngày thôi, một ngày không có lý do chính đáng ấy, thì trả lại tiền sản phẩm cho Huế thôi. Thế là mình mua mình dùng thôi, cái việc đấy là mình mua mình dùng thôi đúng không? Mình không mất gì đâu, mình không mất gì hết. Giật hả? Giật có khi là nó sắp hết pin đấy, hết pin rồi là cái truyền tải của ấy nó đã yếu ấy. Hồi chốt tại đây nhá, Huế đã nhìn thấy rất là nhiều bạn comment tôi muốn rồi. Các bạn nếu mà đồng ý mỗi ngày livestream cái lúc sử dụng sản phẩm và tăng tên Huế vào nhé, thì Huế gửi hàng nhé, các bạn gửi tiền trước qua 20 ngày hoặc là không cần đến 20 ngày đâu, nói chung là tóm lại là trước Tết, vì Huế không muốn nợ các bạn qua Tết, thì trước Tết thì Huế bắn tiền lại thôi, Huế bắn tiền cho các bạn nhé, không ăn của các bạn một đồng nào. Huế thừa sức kiếm được tiền mỗi ngày vài ba triệu, Huế không cần phải ăn của các bạn lúc 100-200 ngàn làm gì hết, đúng không? Mà bán hàng cái này, ví dụ như Hú này bán 250 lời mấy chục ngàn đây mà bảo là Huế giàu vì cái đó. Huế đang tạo cho các bạn một cơ hội rất là hiếm có, rất là tích cực cho các bạn, quá tuyệt vời cho các bạn. Nếu các bạn biết nắm bắt cơ hội, các bạn không mất cái gì, các bạn chỉ có được chứ không có mất, mà được rất là nhiều luôn, được hơn các bạn những cái thứ các bạn đang suy nghĩ hiện tại thế này. Có ai đang suy nghĩ là mình chỉ được cái này không? Mình livestream 2 ngày mình được cái này không? Bạn được phải gấp 100 lần cái thằng này. Qua năm mới các bạn khác liền. Thôi nha, phải chốt tại đây rồi. Ví dụ như ai đặt hàng tại tại clip này, đặt dưới comment của cái clip này, với giảm giá 10% free ship nhé. Đặc biệt là khách của Đà Nẵng thì đặt luôn giúp Huế ngay bây giờ luôn. Để vì sao? Vì là chiều nay Huế ship hàng cho khách ấy. Ngày hôm qua đi ship hàng một vòng rồi, hôm nay khách đặt phải đi ship hàng nữa, nên là tranh thủ đi luôn. Đi thì Huế chở xe rồi ba tân gãy tay ngồi đằng sau thôi, chỉ đường. Vì là Huế thì không biết đường. Huế có một cái đặc điểm đó là thầy giáo mà giảng bài ấy, giảng đến đâu hiểu đến đó, giảng đến đâu thuộc đến đó, từ cấp 1 đến cả đại học. Nhưng mà về nhà không học bài nên học vẫn chút, vì thời gian qua nhanh thì nó cũng có hơi quên ấy. Còn riêng mà chuyện nhớ đường ấy, không bao giờ nhớ, có đi cả 100 lần cũng không nhớ đường đâu. Biết mỗi từ nhà ra trường học của con thôi. Thế nên là đi đâu cũng phải kẹp ba tân đi theo, rất là vất vả. Thế nên là mọi người tranh thủ thì
À, đặt hàng thì đặt luôn để Huế ship luôn một thể nhé. Mất công chờ ông ấy đi nên là đi ship luôn một thể chứ đừng đừng lắc nhắc tôi từ Huế nhé. Comment tôi muốn nha, comment tôi muốn nào, comment tôi muốn cho sản phẩm gì và đặt hàng tại đây luôn để giảm giá 10% vào free ship nhé. Bye bye mọi người, Huế đi rửa mặt đây.